Rồi, bài này làm sao? Ngày xưa có một người nông dân sống trong một sống một cuộc sống như thế nào với gia đình của ông ấy. Bây giờ này, lai là danh từ đúng không? Ngân, lai là danh từ. Thì trước danh từ sẽ là một tính từ, chúng ta đang thiếu một tính từ ở đây. Chúng ta coi này. Comfort này, comfortable là tính từ này. Unhappily có từ ly đằng sau tức là trạng từ rồi đúng không? Happily cũng là trạng từ rồi. Vậy thì chúng ta chỉ có thể chọn câu B thôi. Chúng ta đang cần một tính từ ở đây và dịch là thoải mái này. Gà của ông ta đẻ rất nhiều trứng, cái từ này là đẻ này. Gà của anh ta, gà của ông ta đẻ rất nhiều trứng và sao nữa? Và người nông dân này sử dụng gì? Sử dụng trứng để làm gì? Để mà sử dụng trứng để bán. Ở đây chúng ta sẽ xài một to infinity chỉ mục đích này. To infinity đúng rồi, là to sell này, để bán. Để bán để mua đồ ăn và quần áo cho gia đình của ông ta. Một ngày nọ, one day, ông ấy đi lấy trứng và phát hiện ra một trong số những con gà của ông ta đẻ ra một quả trứng vàng. Bây giờ ở đây chúng ta đang cần động từ đẻ đúng không nào? Mà ở quá khứ vì tất cả câu chuyện này đều diễn ra trong quá khứ. Vậy đây chúng ta đang cần một cái từ đẻ. Đẻ đâu? Cái này là ở hiện tại này. Cái này là ở quá khứ này. Bạn nào không biết thì nhìn ra trên đây là biết liền. Đây, gà của anh ta đẻ rất nhiều trứng này, thấy chưa? Vậy thì khoanh câu nào? Rồi, sai rồi nhá. Phải khoanh câu này nhá. Ok, tiếp tục. Ông ta la hét, phấn khích với vợ của ông ta. Chúng ta giàu to rồi. Ok. Vợ ông ta chạy đến và cả hai nhìn chằm chằm vào quả trứng gà đầy ngạc nhiên. Vợ của ông ta muốn có nữa. Vì thế bà này bà kêu ông chồng là gì? Là quyết định sao? Đằng sau design là một gì nhỉ Ngân nhỉ? True infinity. Cho nên ở đây là gì? Là chu cut. Chu cut cắt con gà ra để mà mổ bụng nó, để mà mở bụng tất cả các con gà ra và tìm trứng nữa, tìm những quả trứng vàng nữa. Mà không may thì ông này ông không tìm được một quả trứng nào nữa. Khi ông ta hoàn thành tức là thịt hết, mổ hết các con gà ra rồi á, thì sao? Cả đàn gà của ông ta chết sạch sẽ. Ok. Rồi. Không còn quả trứng nào nữa. There gì? No more egg. There were no more egg. Không còn quả trứng nào cho người nông dân ngu ngốc và bà vợ tham lam nữa. Ngu quá hả? Nó cứ để vậy sáng sớm đi nhặt quả trứng vàng sướng rồi. Tự nhiên khùng ha. Rồi, một ngày đẻ quả chứ mấy. Bốc đâu ra mà có nhiều. Rồi xuống bài này con. I didn't go to school in the morning last year, so I got up late. Tức là tôi đã không đi học á vào buổi sáng vào năm ngoái vì thế tôi thức dậy trễ. Vậy chúng ta sẽ sử dụng cái câu mẫu câu là gì? You too đúng không? You too động thông nguyên mẫu, tức là tôi đã từng gì? Không đi học vào buổi sáng năm ngoái. Sai rồi. Thói quen. Chỉ một thói quen trong quá khứ. Là gì? Thói quen đi không đi học buổi sáng nó phải thói quen đâu. Phải là tôi đã từng thức dậy trễ vào năm ngoái bởi vì tôi không phải đi học vào buổi sáng. Viết lại coi. I you to thức dậy trễ. Got chuyển thành nguyên mẫu là get. I you to get up late because bây giờ thêm last year vào luôn. I you to get up late last year because chuyển thành bởi vì nhá. I didn't go to school in the morning. Rồi viết lại. Rồi. I you to get up late last year because I didn't go to school in the morning. Number 37. Lan is only 10 years old. She isn't in my class. Nó bắt chúng ta sử dụng in not. Lan chỉ có 10 tuổi thôi, cô ấy không đủ tuổi trong lớp tôi. Vậy cấu trúc không đủ tuổi để làm gì đó. Lan isn't old enough to be in my class. Very good. Đúng rồi. Cái này là dựa vào những từ người ta cho, chúng ta sẽ viết thành một câu đầy đủ. Năm ngoái, last year của tôi đâu? Tối hôm qua đâu? Nó để đằng trước thì chúng ta để đằng trước, nghe chưa? Và cái thực come này chuyển về quá khứ là gì? Came. Ok, xóa cái này đi. She came home. Bây giờ có từ and chúng ta sẽ ất không? And thì xài gì? Giữa cái thời gian này và thời gian kia là xài gì? Between and. Ok, between and. Rồi, cái last này chúng ta để đằng trước nha. Rồi, ok, câu 39. Plan là gì con biết không? Lên kế hoạch. Lên kế hoạch vậy là thì tương lai đúng không nào? À, chúng bọn họ lên kế hoạch mời anh ta đi ăn tối. Ăn tối vào tối nay. Vậy chuyển sang be going to. Vậy là gì? They are going to. Không có plan gì ở đây nữa con ơi. Họ sẽ mời anh ta đi ăn tối vào tối nay. Vậy thôi nhá.
Rồi câu này quá hay luôn. Và nó sẽ ra nhiều trong đề thi. Lái xe quá nhanh rất là nguy hiểm. À, lái xe nhanh nguy hiểm, cô viết ngược lại là thật là gì? Nhớ is y luôn luôn cộng với một cái a giờ di tính từ, sau đó sẽ là một to infinity. Nhớ cái kiểu mà chuyển qua chuyển lại giữa cái này, vì đề thi lúc nào cũng ra câu. Rồi thật là nguy hiểm, để mà to the right, to fast, nguyên mẫu to the right to fast, được chưa? Thật là nguy hiểm để mà lái xe quá nhanh. Ok.